Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay mình làm video này để dành riêng cho những ai đang gặp phải tình trạng về vấn đề rụng tóc, đặc biệt là các mẹ sau sinh. Thì hàng ngày cơ thể chúng ta phải tiếp xúc với hàng tá các loại hóa chất từ ăn uống, hít thở và qua đường da. Thì các cái sản phẩm dầu gội công nghiệp thì nó bao gồm các cái chất tạo màu, tạo mùi, tạo bọt. Nếu như mà các cái loại chất này càng nhiều thì nồng độ chất tẩy càng cao. Nó có khả năng về vấn đề như là tiện lợi, nhanh chóng, giúp mượt mà ngay tức thì, nhưng mà nó để lại biết bao nhiêu hậu quả về cái vấn đề như là tóc khô sơ, gãy rụng, gàu, nấm, vân vân. Thì các mẹ sau sinh thì tóc không kiểm soát được, năng tóc còn yếu thì lại tiếp xúc liên tục với các cái loại dầu gội nhiều chất tẩy thì rụng càng thêm rụng, lộ hết cả cái da đầu ra, hói trắng đỉnh đầu, tóc ngày càng thưa thớt. Và đặc biệt các mẹ sau sinh cơ thể rất là còn yếu nên là thường được khuyên là kiêng cữ với tất cả các loại hóa chất. Thì các mẹ đang loay hoay về vấn đề đi tìm giải pháp cho mình, thì tại sao các mẹ không thử sử dụng cái sản phẩm dầu gội túi lọc thiên nhiên Rebeauty? Ngay bản thân mình cũng là một bà mẹ sau sinh, trước đây thì sau sinh thì tóc mình rụng rất là nhiều, tìm đến rất là nhiều loại dầu gội nhưng mà không cải thiện được cái vấn đề rụng tóc. Nhưng mà từ khi sử dụng cái sản phẩm dầu gội túi lọc thiên nhiên Rebeauty thì tóc mình đây, mọi người có thể quan sát thấy là tóc con mọc lên rất là nhiều đó. Nên là các mẹ hãy tìm sử dụng cho mình những cái sản phẩm dầu gội thiên nhiên an toàn như thế này, bởi vì trong sản phẩm các cái thành phần của nó thì hoàn toàn từ thiên nhiên, là bao gồm như là bồ kết, vỏ bưởi, cỏ mần trầu, bạc hà, xả, hương nhu và hơn 20 loại thảo dược khác có trong cái sản phẩm này và là hoàn toàn từ thiên nhiên. Có rất là nhiều mẹ sau sinh là hay đi kiếm các cái loại lá về để xông, để tắm, nhưng mà thời buổi này để mà kiếm được đủ các cái loại lá thì rất là khó và mất rất là nhiều thời gian. Có rất là nhiều mẹ đã sử dụng cái loại túi lọc này để dùng để xông và tắm trong cái thời gian ở cữ sau sinh. Vì vậy mình khuyên là các mẹ nên chọn cho mình những cái dòng sản phẩm từ thiên nhiên, nó vừa an toàn, thanh lành và tốt cho cơ thể của người phụ nữ sau sinh. Nếu như còn thắc mắc gì vấn đề về cái dòng sản phẩm này thì hãy inbox cho mình ngay để mình tư vấn thêm về cái dòng sản phẩm tuyệt vời này nhé. Xin chào tất cả mọi người.